biện lý vô lượng sự nghiệp của các chúng sinh nghiêm sức cảnh giới của tất cả thế gian khiến cho tâm các chúng sinh được mát mẻ sinh đại hoan hỉ những việc làm như vậy đầy khắp pháp giới từ trong tướng bạch hào giữa lông mày của tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trăm ngàn ước đế thích đều tự tại nơi cảnh giới trên đành có ma ni bảo châu ánh sáng chiếu tất cả cung điện chư thiên chấn động tất cả núi chúa tu di giác ngộ tất cả đại chúng chư thiên khen lực phước đức nói lực trí huệ sinh lực an vui giữ lực trí nguyện tịnh lực niệm, kiên cố lực, phát bổ đề tâm, khen ngợi ưa thích thấy Phật, khiến cho trừ tham dục thế gian, khen sự ưa thích nghe Pháp, khiến cho nhàm chán cảnh thế gian, khen ưa thích quán trí, khiến cho dứt hẳn nhiễm thế gian, ngừng tu chiến tranh của tu la, dứt phiền não đấu tranh, diệt tâm sợ chết, phát nguyện trừ ma, hưng lập chánh Pháp, núi chúa tu di, thành tựu tất cả sự nghiệp của chúng sinh những việc như vậy khắp cùng pháp giới từ trên trán của tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trăm ngàn ức phạm thiên, sắc tướng đoan tránh, thế gian không thể sánh bằng, oai nghi tịch tĩnh, lời nói hay đẹp, khuyến thỉnh Phật thuyết pháp, khen ngợi công đức của Phật, khiến cho các Bồ Tát thảy đều hoan hỷ, hay biện lý vô lượng sự nghiệp của chúng sinh khắp cùng tất cả mười phương thế giới. Từ trên đầu của tỳ kheo hải tràng hiện ra các chúng Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật, đều dùng tướng tốt cha nghiêm thân mình phóng ra vô biên quang minh nói đủ thứ hạnh đó là khen ngợi bố thí khiến bỏ san tham đắc được các báu đẹp trang nghiêm thế giới tán thán khen ngợi công đức trì giới khiến các chúng sinh vĩnh viễn dứt các điều ác trụ nơi giới đại từ bi của bồ tát nói tất cả cõi đều như mộng nói các dục lạc không có tử vị khiến các chúng sinh lìa phiền não ràng buộc nói sức nhẫn nhục khiến nơi các pháp tâm được tự tại khen thân thân sắc vàng khiến các chúng sinh để sân hận cấu bẩn khởi hạnh đối trị dứt hẳn đường giúp sinh khen hạnh tinh tấn khiến họ xa lìa phóng dật thế gian đều siêng tu vô lượng diệu pháp lại vì họ khen ngợi thiền ba la mật khiến cho họ tất cả tâm được tự tại lại vì họ diễn nói bát nhã ba la mật khai thị tránh kiến khiến cho các chúng sinh ưa thích tự tại trí nhổ các kiến độc lại vì họ diễn nói đủ thứ việc làm tùy thuận thế gian khiến các chúng sinh tuy lìa sinh tử mà nơi các cõi tự tại thọ sinh. Lại vì họ thị hiện thần thông biến hóa nói thọ mạng tự tại khiến các chúng sinh phát đại thệ nguyện. Lại vì họ diễn nói thành tựu sức tổng trì, sinh ra sức đại nguyện, sức tịnh trị tam muộn, sức tự tại thọ sinh.